Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thân thích. Xin chào buổi sáng và xin chào mừng đến với chương trình BG buổi sáng. Tôi hy vọng rằng bạn đang tận hưởng một buổi sáng thú vị. Hôm nay là thứ ba và chúng tôi rất vui khi ở cạnh các bạn. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt bởi vì tôi có hai vị khách mời yêu quý tham gia với tôi. Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu Sharon bởi vì phụ nữ luôn được ưu tiên trước. Seiji, đừng giận nhé, được không? Sharon là một diễn giả Diamond X tuyệt vời và là một giáo viên yoga. Tôi có vinh dự là đồng nghiệp của cô ấy trong vòng 3 năm vừa qua tại trường Đại học Quản trị Quốc tế Sedona. Và tôi thật sự đã học được rất nhiều từ cô ấy. Cô ấy là một người tuyệt vời và chuyên nghiệp. Và tôi vô cùng vui mừng khi có cô ấy tham gia Big Tree trong buổi sáng hôm nay. Xin chào mừng Sharon. Cảm ơn Noah, bạn thật ngọt ngào. Cảm ơn. Và như bạn thấy, chúng ta có Seiji với chúng ta nữa. Bây giờ tôi đoán là ai cũng biết Seiji. Anh ấy là quản lý tư vấn tại Đại học Quản trị Quốc tế Sedona. Và anh ấy cũng làm việc cho DCI. Thật ra bây giờ anh ấy là một người làm rất nhiều công việc. Vậy nên cảm ơn Seiji đã dành thời gian với chúng tôi hôm nay. Và như các bạn đã biết, tuần này chúng ta không có thầy Geshe Michael. Bởi vì cuối tuần rồi, thầy đã có một sự kiện rất quan trọng diễn ra trong đời và thầy đã kết hôn. Xin chúc mừng. Và chúng tôi rất vui mừng về điều đó. Vâng, thầy đã yêu cầu chúng tôi tự chạy chương trình mà không có thầy ấy. Nhưng tôi hy vọng bạn sẽ thích tập chương trình này như là bạn đã thích khi có thầy Geshe Michael vậy. Vâng, chào mừng các bạn. Và chúng tôi rất vui khi nhận một câu hỏi rất tuyệt cho ngày hôm nay. Và tôi vui lòng nhờ Seiji cho chúng ta xem câu hỏi. Tuyệt vời. Như vậy, người này, cô ấy tên là Irina. Cô ấy đến từ Ukraine và chúng ta hãy xem câu hỏi của cô ấy. Xin chào Gisela, xin chào các thầy cô. Tên tôi là Irina, đến từ Ukraine. Tôi là một giáo viên tiếng Anh. Và câu hỏi của tôi là những loại hạt giống gì mà tôi như là một giáo viên nên gieo trồng và những học viên của tôi nên gieo trồng để làm cho quá trình học một ngôn ngữ mới dễ dàng hơn, năng suất hơn, hiệu quả hơn. Và một điều nữa là họ đều có động lực học tập ngôn ngữ khác nhau bởi vì họ có những mục tiêu lớn lao của họ. Làm cách nào để việc học một ngôn ngữ có thể giúp họ đạt được những mục tiêu lớn lao của họ? Xin cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Yêu các bạn. Wow, cảm ơn Irina. Đây là một câu hỏi rất hay. Bởi vì tất cả chúng ta đều muốn biết những hạt giống nào gieo trồng để có thể học nhiều hơn và dạy được tốt hơn, đúng không? Vâng. Các bạn nghĩ gì? Tôi muốn bắt đầu với Sharon bởi vì tôi biết bạn làm việc với tư cách là một giáo viên tiếng Anh và giáo viên yoga. Vậy nên bạn dạy học rất nhiều. Vì vậy, bạn nghĩ chúng ta có thể nói gì với Irina? Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất hay vì tôi nghĩ rằng cả ba chúng ta ở đây đều nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của mình. Vì vậy, chúng ta đều là những người học tiếng Anh có kinh nghiệm. Nhưng từ góc nhìn của một giáo viên dạy tiếng Anh, lý do khiến tôi muốn dạy tiếng Anh không phải vì tôi muốn kiếm tiền hay xem nó là một công việc. Tôi làm điều đó vì tôi cảm thấy tôi chỉ có cảm giác rằng tôi có rất nhiều thứ muốn chia sẻ. Vâng, tôi rất yêu thích ngôn ngữ này. Tôi thích cả tiếng Hoa và tiếng Anh rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của riêng tôi trong việc học ngôn ngữ có thể thật sự giúp rất nhiều những người học khác, những người mà cũng đang cố gắng học một ngôn ngữ nào đó. Vì vậy, tôi nghĩ điều tốt nhất một giáo viên có thể làm là trở thành một hình mẫu và truyền cảm hứng. Wow, thật tuyệt. Và tôi tin rằng bạn đã làm điều đó rất tốt bởi vì bạn là một giáo viên rất giỏi. Cảm ơn. Cảm ơn Sharon. Seiji, bạn nghĩ gì? Vâng, tôi nghĩ, vâng, cô ấy hỏi rất nhiều câu hỏi phải không? Vì vậy, tôi muốn nói rằng có rất nhiều hạt giống khác nhau. Một là làm sao để học được dễ dàng hơn và hiệu quả hơn bằng một cách hiệu quả hơn, đúng không? Từ thứ hai, cô ấy hỏi là làm sao họ dùng những ngôn ngữ đó để có một thứ tốt hơn, như là có một mục tiêu cao hơn để giúp người khác một cách cơ bản, phải không? Cấp độ ảnh hưởng. Vì vậy, với điều đầu tiên tôi muốn nói là nó rất dễ. Bạn biết đấy, hãy tìm ai đó mà cũng có mong muốn một điều tương tự như vậy. Và ngày nay thì có rất nhiều người đang cố gắng học một ngôn ngữ mới nào đó. Nếu giống như bạn, không cần phải là học chính xác cùng một ngôn ngữ. Ví dụ, tôi đang cố gắng học tiếng Tây Tạng. Bởi vì ý tôi là dự án dịch thuật mà chúng tôi đang cố gắng dịch những văn bản cổ. Nhân tiện đây mà là nguồn gốc của những nguyên tắc DCI.
Nhưng nói thật lòng thì trên thế giới, hỏi xung quanh và rồi tôi không nghĩ rằng có ngay cả chỉ 1% dân số thế giới. Tôi nghi ngờ đó là 0,00001 người muốn học ngôn ngữ đặc biệt này. Vì vậy, đây là nơi mà chúng tôi sử dụng hệ thống. Vâng, bạn lấy một người muốn học một ngôn ngữ khác. Nếu bạn không thể tìm thấy người đó, thì bạn lấy một người muốn học một kỹ năng mới. Vì vậy, tôi sẽ nói hãy cố gắng làm cho nó càng gần càng tốt. Như vậy, ngôn ngữ là gì? Theo ý kiến của tôi là thứ giúp kết nối mọi người, giúp giao tiếp. Vì vậy, bạn có thể giúp ai đó tiếp thị, dịch thuật, và điều đó sẽ gieo những hạt giống cho bạn để có thể học kỹ năng mới này. Vì vậy, nếu bạn giúp đỡ ai đó và học về cách giao tiếp tốt hơn, đúng không? Hoặc tôi không biết, nếu bạn không thể tìm thấy ai đó mà có một điểm tương đồng, vậy thì chỉ cần tìm kiếm bất kỳ kỹ năng nào, bạn dạy ai đó hoặc giúp ai đó phát triển kỹ năng đó. Theo đó, tôi nói rằng vào ban đêm, khi chúng ta thiền cà phê, chúng ta có thể thực hiện việc chuyển đổi. Vì vậy, đó sẽ là câu trả lời của tôi cho phần đầu tiên. Các bạn nghĩ sao? Phần đầu tiên của câu hỏi. Vâng, tôi có thể. Tôi thích tất cả những gì hai bạn nói, cả hai bạn. Và tôi cũng có kinh nghiệm giảng dạy điều này, có lẽ vào năm 2008 đến 2012. Và cùng lúc đó, tôi cũng đã đang học một ngôn ngữ khác. Và điều giúp tôi rất nhiều là có các học sinh của mình làm đối tác giao hàng của mình. Bởi vì họ muốn, trước khi họ muốn học tiếng Anh và họ muốn có một động lực, vì ở trường nói chung, quá trình dạy và học bắt đầu vào bổn phận và bài tập về nhà. Vì vậy, đó là loại họ muốn đạt điểm cao, với điểm số chỉ để tồn tại. Vì vậy, tôi bắt đầu thêm một ít giá trị vào lớp học. Vì vậy, có thể tạo ra một vài thứ nhất định, những bài hát làm cho việc học trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, hãy cung cấp cho họ những điều tốt nhất của tốt nhất. Tôi nghĩ điều này cũng là kinh nghiệm tuyệt vời, không chỉ cho họ, nhưng còn cho tôi, bởi vì cuối cùng nó là gieo hạt để tôi có thể biết nhiều ngôn ngữ, như là tôi đang học ngoại ngữ, cái mà tôi đang cố gắng để hoàn thiện trong thời gian đó. Vì vậy, điều đầu tiên tôi sẽ nói, hãy nghĩ về những sinh viên của bạn là những đối tác gieo hạt hoàn hảo, đặc biệt họ là, nếu họ là, tôi không biết, nếu những đứa trẻ kia, con tôi là những đứa bé, tôi nói con tôi, nghĩa là những sinh viên cũng giống như vậy, giữa lớp 5 và lớp 9. Và tôi thấy chúng rất sẵn sàng để nghe nhiều hơn và biết nhiều hơn. Vì vậy, chúng là một trong những đối tác hoàn hảo, và bạn cũng có thể làm cho chúng làm việc chung với nhau để giới thiệu cho chúng ý tưởng về việc gieo hạt giữa chúng với nhau. Vì vậy, bạn hoàn toàn giúp đỡ chúng cũng như hoàn thiện quá trình học tập của chúng. Vâng, đó là một điểm rất tốt. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng rất quan trọng để giáo viên truyền cảm hứng cho sinh viên và cũng để làm cho việc học thú vị, một trải nghiệm thú vị. Vì vậy, họ sẽ theo kịp nó, đặc biệt với trẻ nhỏ. Vâng, trường học đương nhiên đã dạy cho chúng rất nhiều áp lực trong việc học, như là chính xác. Vâng, nhưng sau đó họ không học nó vì lợi ích của họ, bởi vì họ muốn và bởi vì họ phải. Chính xác. Giáo viên có thể trở thành hình mẫu, không chỉ vì giáo viên là những người nói ngôn ngữ tốt, anh ấy hoặc bản thân cô ấy, mà giáo viên còn có khả năng làm cho nó vui vẻ, làm cho việc học với những đứa trẻ giống như một trò chơi, ví dụ, nhiều hơn vào đó. Và tôi nghĩ rằng đây là nơi chúng ta có thể sử dụng 4 bước, như là chúng ta đưa sinh viên của mình lên và sau đó đánh giá họ theo nhóm làm việc, theo năng lực nhóm, thay vì đánh giá năng lực cá nhân. Sau đó, họ sẽ có nhiều khả năng giúp đỡ người khác, sẽ giúp đỡ lẫn nhau và gieo hạt cho việc học. Chính xác. Và trong khi bạn đang nói Sharon và tôi, nó đến trong tâm trí tôi, có lẽ sớm thôi bạn sẽ truyền cảm hứng cho những giáo viên khác làm điều này, để giới thiệu những phương pháp khác nhau trong lớp học, như là học thông qua trò chơi hoặc thông qua thực hành với những trường học của chúng ta. Tôi nghĩ ở châu Âu, tôi đoán và trên toàn thế giới bỏ lỡ sự sáng tạo này. Vì vậy, chúc may mắn và tiếp tục gieo hạt với những đứa con của bạn và với một giáo viên ở trường, người mà có thể truyền cảm hứng.
Vì vậy làm thế nào vâng nó sẽ vui hơn phải không? Chính xác, chính xác. Vì vậy các bạn phần thứ hai câu hỏi làm thế nào chúng ta làm thế nào cô ấy có thể khiến những đứa trẻ, những học trò đạt được mục tiêu của mình mặc dù chúng có thể có những mục tiêu khác nhau, những mối quan tâm khác nhau. Vì vậy làm cách nào chúng ta có thể giúp Irina trong phần này? À, bạn biết đó, tôi đã nghĩ đến nó, một vài điều rất giống những gì Sharon đã nói. Và chúng ta, tất cả chúng ta cũng đã trải qua điều này đúng không? Chúng ta đã trải qua ở trường Sido nào. Và tôi không nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta có thể tồn tại nếu chúng ta không dựa vào nhau. Đây là điều rất tuyệt vời. Đối với những bạn có thể không biết điều này, trường quản lý quốc tế Sirona là một cơ sở nơi mà chúng tôi đào tạo giáo viên giảng dạy cho mọi người để học cách làm thế nào để dạy đi sai. Cái mà chúng tôi có 4 phần, tôi tin như thế. Dù sao đi nữa vì vậy, chúng là những khóa đào tạo tập trung sâu và chúng tôi đã dùng 4 bước với nhau trong số phần học siêu căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng điều gì đó đã thật sự diễn ra nhiều đấy. Và tôi rất vui được là một phần của điều này là khi các lớp học kết thúc, mọi người tranh nhau thu dọn để nhanh chóng đi ăn tối và họ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, hãy nói rằng tôi không thể mở rộng đủ rằng nó hoạt động theo nhiều cách. Nó hoạt động rất sâu hoặc theo cách tối hậu là gieo hạt nhưng nó cũng hiệu quả theo cách thông thường. Bạn biết đó, bạn khi bạn nói với người khác, đây là những điều bạn không thể làm một mình được. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng về động lực. À, ngày nay rất dễ dàng để họ có động lực với ngoại ngữ, bởi vì thế giới ngày càng chuyển sang trực tuyến. Vì vậy, việc sở hữu ngôn ngữ đặc biệt là tiếng Anh thì rất phổ biến. Bạn biết đó, hầu như điều gì giống như nếu bạn quyết định dạy bất cứ điều gì bằng tiếng Anh, miễn là điều gì đó tốt. Bạn biết đó, không phải như kiểu làm tổn thương nhau, nhưng nó có thể rất dễ dàng trở thành một điều siêu tốt để làm. Vâng. Như Suchi vừa nói, bởi vì học ngoại ngữ, mục đích của việc học ngoại ngữ là giao tiếp với người khác. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng nó như là một công cụ. Dù mục tiêu của các sinh viên có là gì đi nữa, họ có thể chỉ thấy tiếng Anh là một công cụ thực tế, cái mà họ có thể sử dụng để hỗ trợ họ trong việc đạt đến những mục tiêu. Vâng, ví dụ, cách mà các sinh viên của tôi nhìn thấy cách tôi là cách tôi sử dụng tiếng Anh để đạt được tất cả mục tiêu của mình. Không chỉ dạy tiếng Anh, tôi cũng dạy yoga bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Vâng, có nhiều thứ khác tôi có thể làm. Tôi có thể làm phiên dịch, cái mà tôi vừa hoàn thành một sự kiện 3 ngày. Vâng, có rất nhiều cách để sử dụng tiếng Anh như công cụ để hoàn thành mục tiêu của họ. Vì vậy là một giáo viên, Irina, có thể truyền cảm hứng cho sinh viên của mình bằng cách giúp họ hiểu rõ mục tiêu của họ là gì hoặc những mục tiêu của họ là gì và sau đó cố gắng tạo mối liên kết làm thế nào để việc học tiếng Anh có thể giúp họ hoàn thành những mục tiêu. Vì vậy, với điều đó, chúng ta thúc đẩy chúng học tốt hơn nữa. Vâng, nghe rất tuyệt. Và với điều này, tôi muốn xác nhận đây là một công cụ rất tốt. Những gì cả hai bạn nói, những gì tôi đã làm, tôi luôn thích lấy nó cho ví dụ bản thân, không chỉ vì tôi thấy bản thân tôi có thể làm một ví dụ, nhưng bởi vì tôi muốn nói rằng tôi đã áp dụng như thế nào và tôi chỉ có thể có điều gì hữu ích. Vì vậy, để bắt đầu mỗi lớp, hãy nói vừa đủ ở mỗi lớp. Nhưng ví dụ, giả sử chúng ta bắt đầu học kỳ này hoặc chúng ta bắt đầu một năm học, tôi sẽ yêu cầu từng sinh viên viết ra những mục tiêu hoặc những gì họ muốn đạt được trong học kỳ này. Ví dụ vậy. Và chúng tôi đặt chúng trong những tấm thẻ được dán trên những bức tường và sau đó sử dụng kiểu học bằng thực hành, bạn có thể chia cặp và để cho họ chia sẻ với nhau về mục tiêu của bạn là gì, những gì bạn muốn đạt được. Bằng cách này, bạn đang hướng dẫn họ gieo hạt trong tâm trí. Và với sự khéo léo của bạn, bạn có thể nói với họ. Được rồi, vậy nếu mỗi lớp chúng ta chia sẻ với nhau 5 phút để bạn có thể giới thiệu về chương trình giảng dạy của họ trong 5 phút này thì sao? Bởi vì giáo viên ở bất kỳ quốc gia nào có phạm vi từ 5 đến 10 phút này để đưa thêm một cái gì đó vào lớp, nó khả thi. Và cuối cùng, những gì bạn đang làm là bạn đang giúp họ bằng cách gieo hạt giống cho chính họ, bởi vì chúng ta yêu mọi người, nhưng chúng ta không thể gieo hạt cho họ. Vì vậy, nếu trước hết chúng ta tìm ra một cách đáng yêu để khiến họ nhận thức được mục tiêu của họ và để họ kết nối và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau,
make them connect and try to help each other. Vì vậy, theo cách này, tôi đoán cho dù mục tiêu của họ là gì, nhưng họ có thể gieo hạt, đặc biệt là từ khi còn nhỏ. Điều đó sẽ rất tuyệt. Bây giờ bạn đã đề cập đến một cái gì đó dành cho những người khán giả mà không biết khéo léo nghĩa là gì. Bạn có thể cho thêm chi tiết về điều đó không? Nếu bạn làm điều đó thì sao? Bạn giải thích giúp tôi chứ? Được rồi, thật nhanh nhé. Khéo léo nghĩa là cố gắng tìm ra những cách sáng tạo để truyền cảm hứng cho mọi người. Một cách rất 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 dễ dàng. Hãy nói rằng bạn có một người bạn keo kiệt như tôi. Và bạn muốn dạy người đó trở nên hào phóng. Rất dễ dàng. Bạn có thể nói, được rồi, hãy cùng đi. Bạn có thể nói người này rằng, ồ, được rồi, chúng ta hãy đi ăn tối. Sau đó bạn nói, này, bạn biết gì không? Hãy, ngay trước khi, sau khi tấm xác đến, bạn nói, bạn biết đấy, tôi thật sự thích người phục vụ hoặc nhân viên phục vụ của chúng ta hôm nay và cho họ khoản tiền bo lớn này. Rồi bạn nói, nhưng tôi cần vào nhà vệ sinh, vậy nên bạn đưa nhé. Vì vậy, đó là một cách rất sáng tạo để khiến những người này gieo hạt giống bằng cách nghĩ rằng anh ta đang giúp bạn và thật sự bạn đang giúp anh ta, hoặc bạn không bao giờ biết, nhưng đó chỉ là sử dụng sự sáng tạo của bạn. Vì vậy, đó là những gì khéo léo có nghĩa là vậy. Vâng, cảm ơn bạn đã dừng lại ở điểm này, bạn biết đấy. Đôi khi chúng ta cảm thấy như mọi người đều biết những gì chúng ta muốn nói và mọi người đều hiểu. Điều đó là không thể. Bởi vì rất quan trọng để giải thích một số cụm từ. Vì vậy, cảm ơn bạn đã làm điều này. Vì vậy, vâng, chúng ta có gần 2 phút để đưa ra những lời khuyên thực tế. Kế hoạch hành động thực tế, quả thật. Bạn nghĩ sao, Sharon? Bạn sẽ cho cô ấy 2 ý tưởng chính nào để bắt đầu áp dụng vào ngày mai? Chà, tôi nghĩ theo cách nào đó giáo viên có thể được coi là một nhà lãnh đạo của học sinh. Họ đang cố gắng dẫn dắt học sinh đến một nơi để học một ngôn ngữ và có thể sử dụng nó để đạt được mục tiêu của họ. Và ở cấp độ DCI 8, chúng ta đã nói về 4 sự thu hút về cách một nhà lãnh đạo có thể khiến học sinh theo học và để học sinh làm theo và sau đó để nhà lãnh đạo có thể đưa họ đến một nơi đẹp hơn. Vì vậy, những gì một nhà lãnh đạo có thể làm trước tiên là phải hào phóng. Giống như khi học sinh của chúng ta làm tốt, giáo viên có thể hào phóng khen thưởng học sinh bằng mọi cách, bằng cách khen ngợi. Và cũng là một giáo viên, bạn cũng có thể khiến họ dùng những gì họ đã học. Không chỉ tiếng Anh, nó không chỉ là một ngôn ngữ để học mà còn là một công cụ để sử dụng. Vì vậy, hãy cho họ một số cơ hội để thực sự áp dụng những gì họ đã học, để họ sẽ biết những thứ khác, không chỉ giới hạn trong sách giáo khoa ở trường học, còn có nhiều lĩnh vực rộng lớn hơn để họ có thể sử dụng, để họ có động lực để học nhiều hơn và tốt hơn. Tuyệt vời, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Sharon. Vâng, Shichi. Còn tôi thì có gì cho chúng tôi mang về không? Sẽ là một bản tóm tắt của 2 điều đúng không? Một, giống như bạn đã nói, làm cho nó vui và để giúp người khác có được kỹ năng. Và bạn biết đấy, vì tất cả họ đều là sinh viên, bảo họ giúp nhau học tiếng Anh. Vì thế, vâng, vâng. Bạn có thể chọn cả hai lại. Vâng, hoàn hảo về thời gian luôn. Giúp đỡ lẫn nhau, hoàn hảo về thời gian. Bạn nói gì? Vâng, đây là... Có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi đoán các bạn nói đã tất cả và các bạn đã tóm tắt lại tất cả mọi thứ. Và thay vì nói 2 điều từ phía tôi, bởi vì các bạn đã nói hầu hết điều tôi muốn chia sẻ điều gì đó với khán giả, giống như cả hai bạn đã áp dụng tất cả những điều này khi chúng ta học tại trường Đại học Sedona. Và chúng ta đã có kết quả tuyệt vời. Sharon từng là bạn đồng hành học tập của tôi trong nhiều học kỳ. Cô ấy thật tuyệt vời và cô ấy cũng giúp cá nhân tôi. Shiji cũng vậy. Và vì vậy, tôi rất vui khi chúng ta cùng nhau nói về chủ đề này với các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó. Và bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc cho biết câu hỏi cho ngày mai, phải không nào? Chúng ta sẽ xem một câu hỏi từ một người được gọi là Tobias từ Đức. Vì vậy, hãy nghe nó. Xin chào Gisela, đây là Tobias từ Berlin, Đức. Nước một bất động sản của một nhà hát và bồ hồ xinh đẹp có giá 650.000. Chẳng hạn thì sự khôn ngoan thông thường nói với số tiền ít hơn 300.000, 400.000.
Còn việc đề nghị 800 ngàn để gieo hạt giống cho sự giàu có và thịnh vượng về tài sản thì sao? Cảm ơn. Tôi cảm ơn Tobias. Tất cả các câu hỏi của bạn rất thông minh và đầy thách thức đối với chúng tôi. Vì vậy, ngày mai, chúng tôi sẽ hãy cho tôi câu hỏi dễ hơn. Tôi đùa thôi, chỉ cố để vui vẻ. Được rồi, vì vậy chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ có câu hỏi này và vui lòng tiếp tục gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn tại sixquestion@diamondcustinstitute.com ở dạng quay dọc 30 giây bằng bất kỳ ngôn ngữ nào bạn muốn chia sẻ. Chúng tôi rất vui được dịch thuật và chia sẻ với tất cả khán giả của chúng tôi. Vì vậy, xin vui lòng gửi câu hỏi của bạn. Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi nhận thấy chúng. Và như chúng tôi đã nói, bởi vì bây giờ hầu hết chúng tôi đang ở nhà và có lẽ Brian và tôi đang đi ra ngoài và có một số niềm vui nên chúng tôi quyết định mang niềm vui đến những ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy, vui lòng chia sẻ với chúng tôi âm nhạc yêu thích của bạn. Bạn có thể truy cập Spotify và tạo danh sách phát với các bài hát yêu thích của bạn và chia sẻ với chúng tôi tại musicmix@diamondcustinstitute.com. Chúng tôi sẽ nghe nó và đến cuối tuần, chúng tôi sẽ chia sẻ danh sách hay nhất. Ý tôi là chúng tôi sẽ trông đợi tất cả các bài hát hay nhất. Tất cả các danh sách của bạn đều hay, nhưng chúng tôi sẽ chọn một và chia sẻ với tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ có một danh sách nhạc, ít nhất là để chơi vào cuối tuần và vui vẻ. Vì vậy, vâng. Vì vậy, đó là cho ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn bạn Sharon, cảm ơn bạn Suji. Đó thực sự là một niềm vui lớn của các bạn ở đây. Và chúng tôi gặp các bạn vào thứ năm, phải không? Vâng, tôi sẽ quay lại vào thứ năm. Tôi sẽ gặp lại cả hai vào thứ năm, được rồi. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chúc các khán giả của chúng ta một ngày tốt lành. Hãy tận hưởng buổi sáng của các bạn. Và chúng tôi gặp lại các bạn sớm. Tạm biệt. Chúc ngày tốt lành. Tạm biệt Ngô, tạm biệt Suji. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.